Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì Nông nghiệp xanh Tây Nguyên. Thưa quý vị và bà con, khoảng 2 tháng nay, nắng nóng kéo dài làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng tại khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, nhiều sông suối ao hồ trên địa bàn khô cạn nước, các công trình thủy lợi cũng không đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới, đã khiến cho các diện tích lúa vụ đông xuân 2022-2023 đang giai đoạn đẻ nhánh làm đồng lại gặp nắng hạn gay gắt nên gần như mất trắng. Dù đã triển khai nhiều giải pháp để ứng phó, song các hộ đồng bào vùng sâu Gia Lai vẫn không tránh khỏi được những thiệt hại về kinh tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Cánh đồng rộng 60 hectare này đã thiếu nước tưới hơn một tháng nay. Dù nằm trong vùng tưới của hệ thống kênh mương thủy lợi, nhưng do nắng hạn kéo dài nên mương nước cạn khô. Hai sào lúa đang trong giai đoạn làm đồng của gia đình ông Siêu Hờ Ly đã khô héo, không thể tìm đâu ra nguồn nước tưới nên ông đành phải gặt về cho bò ăn. Hạn hán không có mưa, không có nước tưới tầm cho cái lúa, tại vì nó chết. Thì đó gia đình, mong gia đình tôi thì cho nên thấy nó khô quá thì gia đình tôi thì cắt cho bò ăn thôi. Nghĩ có giọt xà thì chứ mình công sức bỏ vô đây thì mấy tháng, ba tháng trời này rồi mà không có ăn thì mình cũng tức đi chứ. Tức chung cái sức lực mình làm bò ra xương máu mình làm cho nó trông tốt đẹp, cho nó ăn được, làm được, ăn được thì cho bà con, để cho vợ chồng mình ăn chứ. Này không có ăn thì chịu thua rồi. Mặc dù đã xuống giống lúa sớm hơn so với mọi năm, nhưng đến nay, nhiều bà con trên địa bàn xã A Lờ Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cũng không tránh được những thiệt hại do nắng hạn gây ra trong vụ đông xuân năm nay. Vay hơn 4 triệu đồng mua giống, phân bón, thuê công cày bừa mảnh ruộng, mà giờ đám lúa ngày càng khô héo, nên gia đình bà Bờ Ren xót công xót của, huy động nhau ra gặt lúa non đem về. Mượn người ta thì 4 triệu mua phân thì bỏ lúa nên là không có nước, mình về hết thì mình có hát đấy, nào mất rồi, mất thời gian đấy, mất mình làm công sức mình làm bao nhiêu còn bao nhiêu tiền mình mất thì không có ăn đấy. Trên dòng suối cạn, nhiều ống nước đã được kéo sẵn, dẫu ngày đêm trực chờ để bơm vét nước suối nhưng nhiều bà con đành ra về tay không. Giờ này có nước đang cạn hết thì cạn nước ấy. Giờ này đồng tôi có nước được chút ngày người ta còn tưới đấy. Nhiều người có tưới ông kéo vào cái bơm mương đấy. Nếu có nước thì giờ chịu khó để bơm nước thế. Từng đêm từng ngày thì tưới đấy. Không thấy là mạch nước nó ra đâu. Giờ nó khô hết. Nhìn nếu thì mấy năm thì nó ra nước mạch thì nhiều, giờ đấy, năm này nó chắc là bị gì thôi mà là nó phải là khô ràng. Có đang chờ nước bên kia nó không khô ràng rồi đang ra bông. Giờ này khô đang hiệu hết rồi, nó không được hát nữa là nó lẹp hết rồi. Trước những thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do khô hạn gây ra, chính quyền xã A Lờ Bá đã huy động bà con các thôn làng đưa máy bơm cứu ruộng lúa đang khô nẻ vì thiếu nước. Chủ trương của xã là sẽ tích cái nguồn kinh phí ra là để hỗ trợ cái tiền điện này, tiền sáng dầu cho để mà hỗ trợ cho các cái thôn làng bà con để cứu vớt được cái diện tích được phần nào đó để cho bà con. Nói chung là cái nguồn kinh phí của xã là hạn hẹp, hỗ trợ chỉ được một phần nào đó thôi cho bà con. Cái về lâu dài là không có, đề xuất thì các ngành cấp trên là bổ sung người nguồn kinh phí, để cấp nguồn kinh phí để hỗ trợ bà con, rồi chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng, hỗ trợ các cái giống ngắn ngày á, phù hợp với cái điều kiện thời tiết ở địa phương, đồng thời là xây dựng các cái hồ đập chứa nước để hỗ trợ tưới cho bà con, cho con cái hệ thống, các cái hệ thống suối rồi thủy lợi ở đây là năm nào cũng thế, cái hàng là nó không đảm bảo. Trong khi đó, tại các thôn làng ở xã Công Hờ Tốc, huyện Chư Sê, nhiều bà con cho biết tình trạng nắng hạn cũng ngày càng căng thẳng. Các diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh làm đồng lại gặp nắng hạn gay gắt, không có nước tưới
nên gần như đã mất trắng. Năm ngoái là đưa hơn tí mà tháng 3 đầu tháng 4 là hết nước, mà họ có ý là có hạt rồi, mình cắt rồi. Bây giờ là, năm nay là sớm hơn, mất trắng luôn, không có đấy mất trắng luôn. Thế này thì làm sao mà có ăn được, mất trắng rồi. Đến đó họ đề nghị cấp trên để cấp cho hoặc giống lúa hoặc phân bón. Kênh mương dẫn nước từ công trình thủy lợi Sơ Dơ Mó với khả năng tưới khoảng 500 hecta chưa bao giờ cạn nước. Thế nhưng khoảng hơn một tháng nay, hệ thống kênh mương này đã cạn khô trơ đáy. Nhà ông Đinh Thợ có 3 sào lúa, do thiếu nước tưới nên khô cháy hết. Còn 800 cây cà phê trong vườn nhà ông thì đã có đến một nửa chết vì khô hạn. Chết 400 cây ca hoặc lại còn 400 con để nói chung còn 800 con được đó. Năm nay thì nói chung thì khó khăn quá, chắc thời tiết nó không được sao, lại mưa không có, hay là được riêng của em thì năm nay thì nó không có nước luôn à. Gia đình của em thì kinh tế có gì đâu, thì chỉ trồng ca với lúa thôi. Lúa thì không chết, lại ca lại không chết sạch. Đấy, bây giờ không biết thế nào rồi đó. Bà con là nằm trong cái diện tích là tưới tiêu của kênh mương này. Nhưng mà thời gian năm nay thì cái lượng mưa vừa rồi ít. Cái nhất, cái thứ hai là lượng mưa ngắt sớm. Cho nên là kênh mương hiện tại là một tháng rưỡi nay là khô hạn hết. Cho nên ảnh hưởng tới cái một số diện tích của bà con. Cơ cả cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu. Còn lại một số cái diện tích cây công nghiệp, cà phê, hồ tiêu là còn lại là do bà con là chủ động là đào giếng, con giếng là tưới cứu vớt trong cái thời gian này. Kênh mương này thì trước đây chưa bao giờ mà khô hạn thế này. Vụ đông xuân 2022-2023 để chạy hạn, các địa phương đã hướng dẫn bà con chủ động gieo trồng sớm. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài khiến mực nước sông suối ao hồ đều cạn khô trơ đáy. Qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Chư Sê đã có 400 hecta cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn, trong đó gần nửa diện tích của bà con đã bị mất trắng. Về cái lâu dài thì huyện đã có nhiều cái chủ trương chính sách về cái thứ nhất các giải pháp về các giải pháp về công trình, về xây dựng các cái hồ chứa, các hệ thống kênh mương để coi nhằm cái như là tích nước trong mùa mưa để coi như phục vụ trong vụ đông xuân để tránh tình trạng là gây hạn hán trên một số các diện tích mà không chủ động được cái nguồn nước. Như hiện nay là đối với những các công trình mà sử dụng các cái đường nước mạch, người ta sử dụng ví dụ cái sen canh để trồng những cái cây ngắn ngày có hiện tượng là cây sử dụng lượng nước nhiều nên dẫn đến tình trạng là cái cuối hạ du của các công trình là thiếu nước. Khô hạn đã khiến cho hàng trăm hecta lúa bị chết. Nhiều diện tích cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu cũng đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước, giảm năng suất. Sốc của nhiều hộ dân đành phải thu hoạch lúa khô, lúa non về cho bò ăn. Cõng từng bao lúa non trên vai mà nhiều người lòng nặng trĩu, thấp thỏm không yên về một vụ mùa thất bát. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm giảm thiệt hại về kinh tế do khô hạn gây ra. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì Nông Nghiệp Xanh Tây Nguyên kỳ này. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.